tao phải mất tầm tầm 60.000, 40 mấy 60.000 một cước xe, xong rồi cây nọ bù cây kia, ví dụ như là 25, 27 Tết, xong rồi 28, 29, 30 Tết thì người ta còn ế hay không? Ai đi buôn chả có lãi. So với mọi người, ví dụ như mọi người thu nhập ít thì làm sao mà suy nghĩ, làm sao mà có cái thu nhập, làm sao mà vận động cái suy nghĩ của mình, cái sự cống hiến của bản thân cho cộng đồng để mình có thu nhập nó cao. Chứ còn nói nó khó lắm, cái gì cũng thế. Nếu mà bây giờ mà người dân người ta, cái người đi buôn ấy, người ta mua 300 mà người ta bán được 700 đến 1 triệu, ông nào chả tham, ông nào chả ham. Nhưng ngoài ra có dám vượt qua cái ý không? Cứ chửi người đi buôn. Nếu mà các bạn mà chửi người đi buôn, tại sao các bạn không buôn? Tôi nhiều tôi kia khi tôi cũng máu lắm ấy. Mẹ bảo dưa mua dưa hấu 1.000, 2.000 đến 5.000, tôi về đây tôi bán 15, 17.000. Vừa được mang tiếng là, vừa được tiếng là giải cứu dưa hấu, vừa có lãi. Nhưng có phải ai cũng làm được thế đâu. Ông nào ông lên nền cũng chửi bà ấy tung người. Nên là dưa hấu ở Bình Thuận mấy cả Thanh Long ở trong Bình Thuận cho bò ăn, ở ngoài này ta phải mua 15 người 20.000. Thế tại sao bạn không vào trong ý mà bạn mua? Ở đây người ta bán 15, 17.000, bạn lấy về và bạn bán 10.000, bạn bao nhiêu bạn cũng hết. Mà mẹ nó có bao nhiêu cái rủi ro. Ông nào cũng chửi người đi buôn, trong khi bản thân ông đi buôn thì ông lại chửi người nọ người kia chẳng hạn. Có hiểu cho nhau đâu. Còn mình đây, trên danh nghĩa là mình bán số lượng, không bán lẻ. Mình cũng hiểu cho cái người sản xuất, người sản xuất xong rồi cái người buôn, xong người mua lẻ. Nhưng mà làm sao mà mình phục vụ được hết được? Sao mà phục vụ được hết được tất cả mọi người? Cái loại này thì nói chung là được cái lá xanh, có hoa. Đây, hoa này. Nói chung là nhiều khi rồi các bạn thường là các bạn, ví dụ như các bạn mua lẻ các bạn cũng hay tị. Rồi người mua số lượng thì cũng lại tị với tôi, nhưng ít lắm. Ít. Người mua số lượng người ta cũng tị. Hoặc là đơn giản là người mua số lượng nhưng không mua qua mình thì người ta tị. Là mày nói giá như thế, 300.000 như thế thì chúng mày chỉ có chơi một mình với cả mày bán cho chó hay thế loại thế kia. Thực ra là người ta không hiểu. Cái vấn đề hầu như cái thời điểm này hoặc là Tết như thế này, tôi không muốn inbox in biết, mà tất cả các sản phẩm của tôi hầu như không inbox. Nên tôi bán lẻ cây mộc lan tôi cũng vậy. Tùy theo số lượng mà từ 5 triệu, 4 triệu rưỡi, 5 triệu, 6 triệu. Nếu các bạn mua lẻ thì để có công cán hoặc là nó vất vả thì phải bán 6 triệu. Quất này cũng vậy, nhưng tôi không, quất này tôi không bán lẻ. Cái nào bán lẻ toàn tiền triệu. Giá bán đầy cả ấy thế này, cây nào ngót thì cho. Thì 300.000, vẫn 300.000. Mình vừa tưởng là hôm nay là hết Tết rồi, thế là đi quay mộc lan hay đi quay mộc. Tưởng nghĩ là không ai mua. Hôm nay ông bảo với ở em phải tầm 25, 26. Anh hay phát trên TikTok đấy à? Mình cũng không muốn mất thời gian của mọi người. Chứ mà bây giờ mà quay quất này lên xong rồi không nói giá, xong rồi bạn ơi quất đẹp thế nhỉ, mua về mà bán Tết mà kiếm ăn thế nọ thế kia. Người ta biết giá bao nhiêu mà người ta bán, à người ta mua. Đầu tiên người ta biết là mình bán 300.000 ở 300.000. Đấy, người ta nghĩ là ở cái cây này ở mình là phải bán được 500, 700. Hoặc chúng nó đang bán 1.2 triệu, mình mua về mình bán 1 triệu. Nhưng mà bán 1 triệu là người dân vẫn chửi, cái người xem vẫn tật chửi. Và cái xu hướng chửi của các bạn thì sẽ gắn cái thương hiệu cá nhân của bạn là đi làm thuê. Ai bảo làm gì thì làm đấy. Khi các bạn cởi bỏ được cái gánh nặng về cái tư duy như thế thì bạn mới làm chủ được. Hiểu cho nỗi khổ của từng bên, cái người sản xuất, cái người đi buôn, cái người mua. Khi mà bạn không thể, bạn cứ thấy chửi người ta bảo là mẹ mua sao đi buôn mà lãi thế, mua 300.000 của thằng nọ thằng kia xong về bán 700, 1 triệu, 1 triệu 2. Thế tại sao các bạn nghĩ là người ta lãi thế, các bạn không làm? Tại vì các bạn không làm được, nó bao gồm bao nhiêu rủi ro. Nó mua lẻ thì cứ hay tị với cái người mua số lượng, đói đâu. Nhiều khi mình cũng muốn nói cho các ông lẻ, các ông thông cảm cho cái người đi buôn một tí. Nhưng nhiều khi những người đi buôn thì người ta lại cứ chửi mình. Bảo tổ sư mày nói thế thì chúng mày chỉ có chơi một mình, trồng ra xong rồi chúng mày bán trực tiếp cho dân thì mày mày lộ thế thì ai mua ai buồn. Nhưng có ấy đâu. Quất giống ấy á, quất không có quả, kiểu cái quất ở ngoài típ ở kia. Chứ không có thời gian mà quay thế này để bán đã, chứ còn quay quất giống thì ra riêng. Tết nhất. Nói chung là cũng nói lên cái lỗi lòng của mình một tí chứ còn có thiết tha gì đâu. Đây là Văn Giang, Mễ Sở Văn Giang. Cái đường Bình Minh, cái đường D này đi ra này. Nói chung nhiều vườn lắm. Chỉ biết là thôi thì lêu cho các ông là từ Bình Minh, Mễ Sở, Văn Giang. Nếu mà có thời gian thì đi tìm lên trên Liên Nghĩa. Nhưng mà thường nào bây giờ các ông không thể tìm được đâu.
Đấy. Mình năm nay mình bán quất cũng ác.